Ok, hoa cả mái tóc xưa rồi. Quốc Thái của bài hát hôm nay sẽ hát đi không? Để nhau hát rất xa. Vâng. Chúng ta sẽ chuyển sang một bài hát rất hay. Vâng. Nếu mà các bạn đã xem nghe trong chương trình thần tượng Golden Hour đúng không? Chúng ta thấy bản phối hoa cả mái tóc rất tuyệt vời và chúng tôi đã cố gắng đạt được. Vâng. Tuy nhiên thì tôi chưa có tập luyện kỹ lắm. Rồi xin mời anh lên luôn đi, em sẽ động lực cho anh. Rồi, xin mời. Em rất thích cái điệu người của em. Dancer. Vâng, sau đây là hoa cài mái tóc với ca sĩ Quốc Thái và Hoàng Quốc. Nhóm bố là anh. Bắt đầu, em hãy làm một cái lớp để cho anh bố nhau rồi. Thank you.